em ơi có phải trời đã sáng. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Zika Audio. Ngày hôm nay Zika chúng em xuất hiện trong một cái không gian rất rất rộng lớn như đây. Đang set một cấu hình combo. Thì thường là trong không gian trong phòng thì nó chật quá, nên là muốn thay đổi một chút thì anh em ngày hôm nay ra đây. Một không gian rất rộng, gần như đây là một cái quảng trường, một sân khấu lớn luôn ạ. Và trong cấu hình ngày hôm nay thì chúng em ưu tiên những cái thiết bị VIP nhất của WeWork, như là Sub 40S1500 và một cặp loa B12. Và cặp loa này ngày hôm nay chúng em lên đường rất nhiều nhé. Có những bác ở đến tận nơi lấy này, trong giờ live stream này, và gửi đi trên Yên Bái này. Đó. Chính vì nó đang VIP nên chúng em sẽ ưu tiên lên hình trong một không gian rộng như thế này. Với không gian như này thì chúng em đã, các anh em chắc cũng cách đây vài ba tháng á, chúng em có cái video lên cho cấu hình VA12, đúng rồi, cặp loa full neo. Mr. Thành thì đang ôm một chiếc nặng quá phải không anh? Hôm nay thì sẽ đập hộp nha các anh em ạ. Công việc của anh em ekip Zika đem đến cho các anh em những cái thước video, những cái trải nghiệm mà với những không gian rộng lớn cho những cái cấu hình combo full loa full. Em sẽ đến để lập hộp. Còn bộ dàn máy thì các anh em có thể nhìn thấy là với bộ dàn máy này thì gồm có một con đẩy 4 kênh, một vang KM360, một nâng CB900 Platinum, một mic VK321. Đây. Bác nào mà đặt hàng và chọn bộ combo này em sẽ tặng thêm một cái bộ chân mic, chân loa nữa. Thêm bộ chân loa để cho nó đẹp. B12. Mẫu loa full được kết hợp cái sự nó là như thế nào nhỉ? Vừa là loa high end cao cấp, vừa là loa karaoke chuyên nghiệp. Anh em đang hào hứng để đập hộp, để mở hộp siêu phẩm B12 dòng full 30. Hôm nay video này hơi dài nên các anh em cố gắng theo dõi hết video nhé. Và tặng cho ekip Zika chúng em những cái like, những cái share. Đó, chia sẻ đường link kênh YouTube của chúng em. Các anh em đăng ký kênh để theo dõi những cái video như thế này. Đây, một khoảng không rất rộng. Bác nào mà đam mê câu cá đây, đam mê câu cá thì ra ngay hồ, hồ này search trên Google nó là hồ gì nhỉ? Trung ơi, hồ này là hồ gì nhỉ? Hồ Quận Ủy à? Quận Ủy Long Biên à? Rất nhiều cần thủ, rất nhiều cần thủ ạ. Bác nào đam mê câu cá thì qua em. Ô khéo nhá, đôi loa đẹp long lanh như này, cẩn thận, hết sức nhẹ nhàng. Trước khi đến sản phẩm giới thiệu, em quay luôn răng sau cho anh em. Đây, WeWork B12. Con này thì công suất nó là dao động từ 6 đến 1.000 cho tháng 8 ôm. Có các cầu đánh low F và high F, tách cầu bay ngoài, hàng chính hãng của WeWork. Màu đẹp lắm, các anh em có nhìn màu này. Màu cực kỳ đẹp luôn. Đây là chiếc thứ hai chúng em đây. Thời tiết hôm nay nó không nắng nhưng mà cũng có một chút gì đó hơi oi. Những nỗ lực của anh em mang đến những cái video chất để chúng ta trải nghiệm. Hôm nay ra đây thì ca sĩ Trung Bầu sẽ tha hồ mà thể hiện, vừa hát vừa nhảy vừa sung theo nhạc. Những đôi B12 này là nó rất nặng, kích thước của nó thì cũng tương đối là phù hợp với chuẩn loa trong gia đình hiện nay. Đó, em sẽ con đẩy 4 kênh, em sử dụng con đẩy 4 kênh QA1600 Pro của KM360, vang số đỉnh nhất của WeWork hiện nay. Một nâng tiếng cũng là nâng tiếng đỉnh của CB900 Platinum. Một con VK321. Không có hai ổ làm sao đủ được. 1 2 3 4 5 cái thiết bị cắm mà. Các anh em biết em sử dụng điện gì không? Em sử dụng một con bình cho ra bộ kích và kích lên để sử dụng thôi. Đấy, với những cái rất là đơn giản như vậy. Chờ em một chút nhá. Đoạn này em sẽ tua nhanh video lên để các anh em đỡ phải chờ đợi lâu.
trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng đông. Em nghe gì không? Từng hạt mưa đã gọi tên. Anh bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phòng. Đâu là cô đơn? Nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm. Em nghe gì không? Em ơi, vì anh thương em như thương cây bằng nón, cây nhớ làm sao nói được. Vì anh thương em như thương hạt mưa non dài. Trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng. Vì anh thương em như thương cây bằng nón, cây nhớ làm sao nói được. Vì anh trước sau, vì anh đã đặt mình ở vô cùng. Đó, các anh em có thể nhìn thấy là chuẩn bị cũng như bác nào đi làm sự kiện biết sự kiện nó còn vất vả gấp trăm gấp nghìn lần như thế này để có được một cái video hoàn chỉnh. Chúng em cũng set up từ nhà đưa ra đây xong lại xong đấy, lên giới thiệu cũng hát đúng một bài karaoke xong rồi lại tiếp tục lại đóng gói quay về. Đây là những cái thiết bị nho nhỏ nhá. Các anh em làm sự kiện sân khấu lớn thì đúng là chuẩn bị cho một tiếng làm sự kiện mà phải chuẩn bị mất 2 ngày, 3 đến 4 ngày. Thì các anh em mới thấy được cái công việc nó là như vậy. Chúng em đây cũng thấy đâu, cũng tập trung, cũng bầu đoàn, cũng xe cộ, chuẩn bị đầy đủ đưa hết ra đây. Cũng chỉ hát đúng một bài xong là ra về. Và rất là cảm ơn các anh em cũng đã theo dõi hết video của Zika chúng em. Ủng hộ động viên Zika chúng em bằng những cái like cho những cái video như thế này. Chúng em sẽ cố gắng ra nhiều video ở ngoại cảnh này hơn này. Đó, ngoại cảnh hơn để các anh em thấy được cái điểm mạnh của những dòng loa full và những con súp công suất lớn như mẫu F1500 hay là dòng loa full B12. Giờ em lại đóng thùng vào để ra về. Sẽ edit video xong để up lên để các anh em vào kênh Zika Audio xem được cái video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip tiếp theo.